Chào mọi người, hôm nay mình đi hái đu đủ. Nhà mình có vài cây đu đủ chín rồi. Hái trước đi chứ không nó bị chín nhiều quá, không có ăn kịp á. Cái cây đu đủ này trồng từ hột hết á, không có ra ngoài mua trái ăn xong mấy hộp con rồi đi trồng thôi. Bên đây mình có thêm một số đại cỡ 2 ngày chín à, được không ăn đủ giờ hái đại để dành ha, yeah, để dành 2 ngày chín à. Bên ngoài thì có mấy cây, bên trong thì cũng có mấy cây thôi à. Giờ thấy rổ đi hái mấy trái trong kia nhìn nó ăn được. Trái trái nãy hái cũng phải đợi hai hôm mà hai ngày nó mới thiệt sự chín liệm luôn. Không. Cái đu đủ này là ngày nào cũng phải hái đó chứ không nó chín nó rụng anh ờ ờ à, em thấy bên này nhỏ nhỏ vậy chứ ngọt lắm ha. Cứng quá vậy, cứng nó mới ngon hả? Dạ được, thử lát thử bữa mấy cái kia xin hái mấy trái vàng thường thường đi, thường thường đi, nhiều khi để một hai hôm mà khỏi mất công đi. Ồ cái trái này ăn ngon lắm nè. Giống trái ớt. Này. Trái ớt. Đúng. Cái gì? Cái này. Mày hái chứ không tới ngày đây nè em hái trái này. Dạ nó under không thấy được. Mấy trái thường này phải hái chứ không nó cũng rụng. Mấy trái nhỏ nhỏ vậy á, thấy gì chứ ngọt kinh luôn. Từ đây chín một cái là xong mà. Ủa kìa, đằng sau đây nè, nó đằng sau đây. Ồ, trái này ăn được nè. Trái này bây giờ đi. Ồ, trái này chín nè, cái này là chín cây luôn nè. Trái này á, là chín cây nè, là mềm mềm, bóp vô mềm mềm là một mét ăn được. Để cái này ở đây đi, cái này là cũng chín cây đây nè. Chín cây thấy không, mày sực tướng quá vậy thuyết nữa. Ok à, cái này chín cây nè, mấy trái mà chín cây á là ăn vô rất là ngon, không có cần phải để. Trái mà nó hơi xanh xanh vàng vàng xíu á thì để dành. Quê cái gì nhỏ này nhỏ nhỏ gì ngọt, không có hột. Mấy trái nhỏ này cái gì chứ không có hột, để nó không có lớn là được. Khi mà nó vàng rồi nó không có lớn nữa thôi. Vậy ta đặt đây đi, mình rác thôi không bán. Ok, nhiều quá. Thì nó đã vàng rồi thì nó không có bự nữa. Thế mình cũng phải hái chứ không hái nó sẽ rụng à.
mấy trái nhỏ đó thì ngon là tại vì nó không có hột. Muốn ăn canh đu đủ thì hái, không thì thôi. Đâu? Nó để vàng vàng. Ồ, còn đây một cái lẻ loi nữa. Con mình nó. Ồ, ở trên kia nữa. Trên đây nè. Em đứng đợi. Có. Ở trên đây ba trái luôn á, ba trái có phần vàng rồi đó, bốn trái. Ồ, ở dưới kia em cũng thấy có kìa. Mình hái ở đây trước cũng được. Hái mấy cái này xong rồi. Cao quá vậy, không hái. Bắt ghế. Nhảy lên. Không, cao quá. Còn lát bắt ghế, bây giờ chưa, bây giờ để đi, bây giờ cao quá. Ồ, cái cây này nó có hai nhánh, ồ, nó có ba nhánh luôn. Cây này là lâu lắm rồi. Miếng nè. Ý, mình vô mình hái cái này nè. Đâu, ở trong đó, trong này có nè, ồ. Đây, dễ thương. Yeah. Trái kia nữa kìa, trái kia. Dưới luôn á, dưới đó, đó là vàng luôn á. Một cây hôm nữa ăn được. Yeah. One more. Còn á? Còn nhỏ nhỏ vậy thôi chứ. Nhỏ nhỏ vậy ngon. Ngon. Tại vì giờ không có hột. Có công ăn đu đủ mà không có công được hột. Không nên ăn. Không hột nữa. Tại người ta bán cho mình, người ta bán mấy trái mà lớn mà có đầy hột. Còn người mà người trồng á là người ta toàn ăn mấy trái mà để non non mà để nó chín thì nó ngọt mà nó không có hột. Tôi bây giờ cất cái này đi tại vì nhiều quá. Còn mấy trái rớt ở dưới là đất nữa nè. Mấy trái bự rồi. Mấy trái nhỏ nhỏ này cái gì chứ. Nó ngọt mà không có hột ngon. Không còn ăn trái bự luôn. À. Nhiều quá. Ok, cắt bớt và lấy để lấy cái phần cho nó rộng ra. Em để dưới đất cho anh à. Okay. Anh vô trong kia, ở trong này nè, ba cây kiếm thử coi có trái nào không. Thấy cũng xanh đó. Giờ nó mất công. Con khỉ nha. Con chuột nó đi vào đầu cái lỗ.
Ừ, cây trong cây vàng rồi mất công á. Mình miss nó nè. Heo heo. Heo. Right here. Oh man. Come to daddy. Right here. Right here. Can I see it? Nó núp ở đây mình thấy. Chút xíu. Kìa, nó kìa bên khó còn. À, này ba. Này ba trái. Không đâu. Em nghĩ 4 trái á. Cái này nặng quá. Around nó có 3 trái nữa. Bên cái cây kia nữa kìa. Thôi để đi. Để cái đó cho nó vàng chứ. Hái mà lười nữa. Cái này nó cho nó nằm với nhau. That's why bốn con cá nó rớt. Ở phía sau lưng có không? Trái này cũng có rồi, nhưng mà tôi để lại đi. Ok, nhiều quá ăn không kịp ha. Ở đây tôi để mai đi. Mai mốt. Ây da. Mấy trái cây kia lười rớt thôi, không hái nữa. Đủ hả? Học chim gì cho lắm vô mà khiên có cái chậu đu đủ không là mệt rồi. I mean, cái rổ đu đủ không là thở học vậy. Vậy mà kêu nâng tạ được 200 pound. Không bảo ông đàn. Cái đó cắt ra nó giống trái ớt á. Ok, suy nghĩ năng trước hai cái này là cái này mềm đúng không? Uh-huh. Hai trái này là mềm. Anh để mấy trái đó chồng lên nhau để kiếm space. Lát đem vô cất cũng được, khỏi còn phải nha. Đẩy ra kia. Không, à yeah, đặt bỏ lên cái bình trà đi chỗ khác kìa. Nặng quá, tôi cái bàn nữa. Ok, cái bàn này, ok. Đó, à, mỗi ngày là trong một tuần á là phải thu hoạch cũng là hai lần như vậy á, tại vì đu đủ ít nhất hai lần. Ít nhất hai lần, tại đu đủ nó chín lẹ lắm. Mà khi người ta bán cho mình á, người ta bán toàn mấy trái xanh rồi để một thời gian nó mới chín, còn cái này là mình lấy chín cây thì mình ăn được ngay lập tức. Thì giờ phải ăn cái này chứ. Tại wow, nó đỏ lắm. Nó đỏ chét rồi. Thôi rồi, trước khi ăn cái đó phải thử cái trái nhỏ này nè. Coi trong này nó có gì. Trước giờ chưa có cắt. Không, nó cứng ngắt rồi. Cứng hả? Coi có đỏ không thôi. Nó cái đỏ nhưng mà nó cứng ngắt rồi. Giống trái ớt nhìn dễ thương. Đỏ, gọt cái vỏ lên cũng giòn lắm. Để lát em ăn. Để okay. Yên đó, lát em ăn. Ok, thôi bây giờ cắt cái này ra ăn nè. Bảo đảm là không có hột. Giờ biết. Mới rớt hột. Mới đảm bảo không có hột là có hột. Đúng rồi nè. Ô, cái loại này có hột. Loại này có hột. Ok. Có loại mình không có hột. Hay là đu đủ được không hột, đu đủ cái có hột. Không biết. Không biết. Cái nào nó cũng chồng đóng vậy thôi chứ không biết phân biệt được cái hết hả? Cái nào cũng có trái mà. Thường á mấy cái trái mà có hột á thì giữ lại. Ngọt lắm. Thì thử không giữ đâu. Giữ là lúc đầu tiên thôi, lúc đầu tiên. Ừ. Ngọt sợ à? Ngọt. Ngọt. Em cạp hả? Okay. Đâu có.
Nè. Nó xơi để anh thử rồi. Ngọt. Trái này ngọt hơn trái hôm qua. Mấy này chín cây ngọt mà. Nhưng mà trái này chín chín nhiều quá. Nó chín mà nó mềm luôn á. Miếng còn lại của em đó. Cái trái bự này lấy anh cắt nè. Trái bự thì trái có hột rồi. Chắc không ngon bằng cái trái nhỏ này đâu. Thích mấy trái nhỏ hơn. Dạ, trái nhỏ ăn nó vừa miệng. Sáng giờ chạy qua giờ lại mệt quá. Để coi. Trái này cũng nhỏ dễ thương nè. Trái này cũng chín rồi nè. Mà chắc cũng mềm có không? Nó không mềm, nó cứng á. Không, em thích ăn giòn giòn vậy á. Để ăn trái bự kia luôn. Ừ, thì cắt trái bự ăn đi. Trái bự này mềm nè. Dạ. Ấm bơ la. Có. Ít thôi. Yeah, ngọt, nhìn màu đỏ này ngon. Cái này chín cây á, nó khác ngoài tiệm người ta hái non xong rồi người ta bỏ ngăn đá lên khi mà ta đem ra trong một cái ngày mà mình không ăn kịp là nó sẽ bị hư liền. Cái này đợi hoài nó không hư mà nó chỉ ngọt thôi. Nào thử cái này. Ngọt. Nói chung là ổ trứng cây cũng là ngọt. Mà quá ăn cái này vô hay cơm trưa rồi đủ rồi hả? Đâu bây giờ quay phim mà phải ăn hết nửa bàn luôn. Thôi đợi, mấy cái đó đợi ngày mai. Nhiều quá. Để cho nó chín từ từ chứ. Để ăn hết cái này cũng phải 3 ngày ha. Mình ăn 3 ngày. Mà không biết lâu lâu ăn bữa thì bổ, nhưng mà ăn suốt ngày có bổ không ta? Không bổ này bổ kia, dư chất thì nó cũng thải ra ha. Em đúng là bác sĩ. Bác sĩ Google mà. Không, bữa nào bày ra cho anh bán trò chơi. Rẻ. Trò chơi tao mua có đây 50 cent pound à. Mà như đây cỡ 30, cỡ 25 pound à. Cỡ nhiêu đồng à? Mà công suất mình trồng với một organic nữa ha. Nếu mà trồng mà bán cây còn người ta bán ở ngoài chợ là người ta thấy non mà. Cái này chín cây đó ngon không? Ok, cái này của em á. Ủa không đâu, em mới ăn có nữa rồi hả? Một tư rồi hả? Đó đi nó. Đủ rồi, đủ rồi. Anh ăn cái này rồi, còn cái này của em. Ok. Tại cái này anh tưởng anh ăn xong phần là nhiều quá no. Ai về vẫn còn. Không phải đang buồn chứ không phải đang vui đâu. Ép ăn quay phim. Đổi hả? Xong cái này đi rồi đổi. Ăn ngọt ngọt gì mới ngon. Sẵn á, lấy lá đu đủ làm rau. Ăn luôn, quay coi thử anh chịu đắng cỡ nào. Nặng quá. Rồi xong á. Ngon. Ngon.
mình ra rồi. Của em á. Ok. Cho thơm.